Ok và hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Mình là Cơ Zip ở đây, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một addon mới nữa nha. Và trước khi vào video thì sẵn đây mình muốn nói với các bạn là xem video của mình nhớ like và đăng ký kênh nha. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình là tỷ lệ người xem đăng ký kênh chỉ có 8% thôi, nó thấp quá. Mình hy vọng các bạn xem video nhớ ấn like và đăng ký kênh để cho số 8 này thay đổi nha. Và giúp mình có động lực làm thêm nhiều video cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn. Giờ thì không dài dòng nữa, vào video thôi. Hello các bạn, mình là Cơ Zip ở đây. Thì để cho addon này hoạt động, các bạn phải bật hết các phần thử nghiệm này lên giúp mình. Như vậy là có thể dùng được addon. Ok, giờ thì vào phần chính thôi. Thì ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta có như cát đáng ngờ và một loại vàng mới. Thì cát đáng ngờ, lúc các bạn quét nó sẽ rơi ra cho các bạn một cây gậy để dùng các skin của nhân vật nhà. Còn cái tỷ lệ rớt ra cái gậy này hình như là auto thì phải, cứ quét là ra. Còn cái khoáng sản này các bạn có thể tìm thấy dưới hang và có thể dùng tay để lấy được item. Đây, khi đập vỡ thì nó rớt ra một cái ngôi sao như này. Thì ngôi sao này để chế tạo ra cái gậy lấy từ cát đáng ngờ á. Thì đây là công thức chế tạo. Để dùng thì các bạn ấn giữ vào màn hình, thì ở chế độ sinh tồn, lúc dùng sẽ mất máu nha, nhưng không hẹo đâu, đừng lo. Đây, như vậy là đã được. Để dùng skin các bạn chỉ cần ấn vào màn hình, còn dùng skin đặc biệt thì các bạn ngồi xuống 2 lần rồi ấn vào màn hình là dùng được skin đặc biệt nha. Đây thì để đổi được nhân vật khác thì các bạn phải bỏ nhân vật mình đang dùng. Mà để bỏ được nhân vật đang dùng thì các bạn phải chế ra cái đĩa cứng để lưu lại nhân vật mà mình đang dùng. Đây là công thức đĩa. Để lưu thì các bạn chỉ cần ấn giữ vào màn hình là được. Đây, như vậy là được. Giờ thì vào nhân vật chính được cập nhật ở phiên bản lần này. Đây, lúc này mình dùng đĩa không được là do lúc nãy cái con nhân vật màu vàng mình chưa lưu vào đĩa nên mình sử dụng đĩa khác không được nha. Cái đĩa dùng không được và cái cây gậy cũng dùng không được nha. Phải lưu nhân vật vào đĩa rồi mới sử dụng được các nhân vật khác nha. Đó, như vậy là lưu vào rồi. Để mình test thử xem đĩa khác có thể sử dụng không nha. Đó thì nó đã sử dụng được rồi nha. Đây thì bây giờ đến nhân vật chính được cập nhật thêm vào bản lần này nha. Các bạn nhớ nha, để dùng được skin đặc biệt thì các bạn phải ngồi xuống 2 lần và ấn vào màn hình để sử dụng skin đặc biệt nha.